thôi em, em bận lắm, sao mà chị gọi hoài em mới trả lời phone chị vậy? Ờ, em biết sao không đây nè, em lên list cái căn nhà vậy vậy đâu mà 6 tháng trời mà bán hoài không được vậy em? Biết rồi, biết là Cali dạo này nhà nó thê thảm lắm rồi, nhưng mà ráng bán giùm chị đi đó em. Em biết rồi đó, trời ơi, hoàn cảnh anh chị bây giờ, anh chị coi như là giấy tờ ly dị xong rồi em biết không. Bán nhà để mạnh ai nấy đi thôi, chứ còn ở chung căn nhà nhìn mặt nhau khó chịu quá em ơi. Hả, cái gì? Em đã bớt giá xuống nữa hả? Bớt giá 6 lần rồi mà em. Ờ, thôi được rồi, như vậy đi, mình nói chuyện qua điện thoại, tiền bạc nó không tiện. Em tới đây đi nghe, Hiếu tới đây rồi, hai chị em mình bàn coi sao rồi bán càng sớm càng tốt cho chị nha em. Ok, cảm ơn em. Rồi rồi, tới liền nha em. Rồi rồi, ok. Bé, bây giờ anh Tâm nghe anh nói đi bé. Ờ, được rồi, nhà anh bán xong xuôi rồi á, anh có chút đỉnh vốn, anh mua cái mobile home cho em ở. Hả? Em không thích ở mobile home hả? Em sợ nửa đêm nhà nó chạy hả? Không có đâu, nó giống cái nhà lắm. Ờ, em yên chí đi. Tới lúc đó là mình là giống như là túp liều tranh với hai quả tim vàng nha em. Ờ mà nè, anh báo một chuyện quan trọng nè. Cái thẻ xanh của em về rồi đó. Ờ, em biết sao lẹ vậy không? Nhờ anh Nam Lộc á. Em phải gọi điện thoại cảm ơn người ta nha. Bây giờ em sửa soạn đi, anh tới với em ha. Ok, bye em, hôn cái coi. Quá sướng. Ơi. Ủa cái gì vậy? Tôi nói nghe nè, muốn hút thuốc á, ra ngoài sân hút. Nhà này vẫn còn nhà chung nha, hút tôi ngộp thở lắm. Ủa, ai nói hút thuốc? Cầm kìa. Kiếm chuyện. Đàn bà hay kiếm chuyện. Cầm đâu có nghĩa là hút đâu. Tôi tính là cầm gói thuốc đi ra ngoài tôi hút thuốc. Nói ghét, ở đây, ở ngoài lạnh lắm. Cái gì mà lạnh? Trời ơi, tháng 12 mà lạnh cái gì? Mùa đông mà lạnh cái gì? Trời đất ơi, mùa đông không lạnh chắc mùa hè quá. Đàn bà khoái nói ngược, kiếm chuyện. Trời ơi, tôi nói lạnh là lạnh đây nè. Lạnh đây nè. Ôi ôi, tôi tưởng cái chỗ này giờ ông ấm lắm chứ. Em ơi, mua mô hôm cho em ở nha. Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Trời ơi, nghe lén. Đàn bà hay nghe lén. Ê nè nè, không có nghe lén nha. Trời ơi, cái nhà này có nhỏ xíu mà ông nói ầm ầm mà tự nhiên nó lọt cho lỗ tai. Chứ tôi không có thèm nghe chuyện của ông đâu nha. Ủa, nói vậy mà biết hết rồi hả? Thôi thì sẵn dịp này thì tôi muốn nói cho bà. Tôi nói nghe nè, bây giờ hai vợ chồng mình còn dính líu cái nhà thôi à. Ly dị xong làm mạnh ai nấy đi đúng không? Chuyện ông lo, chuyện tôi lo. Đừng kể cái chuyện của ông cho tôi nghe, tôi không có nghe. Ông năn nỉ tôi nghe, chưa chắc gì tôi đã nghe, đừng có kể. Vậy thôi. Ủa mà chuyện gì vậy? Trời. Thấy chưa? Đàn bà khoái tò mò, muốn biết người chết của mình đặt. Thôi, nói gì nói thì tôi có quen với một cô gái. Biết rồi, về Việt Nam bảo lãnh qua phải không? Tôi thấy lạ ghê nha. Mấy ông sao giờ ai giờ cũng muốn về Việt Nam lấy vợ hết trơn, làm như bên Mỹ đàn bà con gái hết rồi không bằng vậy. Không phải, bên Mỹ còn nhiều mấy bà mấy cô nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy bên Mỹ hình như mấy bà văn minh với tiến bộ quá. Tôi sợ tôi theo không kịp. Bởi vậy ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao sao. Cho nên tôi chịu khó chạy về Việt Nam. Mà tôi chạy tú lút về dưới quê đó nha. Lấy vợ dưới quê cho nó chắc ăn. Biết rồi, Châu Đốc phải không? Trời đất ơi, ủa sao bà không muốn thèm biết chuyện tôi mà cái gì cũng biết hết trời. Thì ngay thị xã Châu Đốc á, đi vô 40 ngay số, ngay cái rạch ông Tế chứ gì. Trời đất ơi, ủa sao bà biết hết trơn vậy? Tôi nói ông nghe nè, tôi thiệt ông, tôi sống với ông mười mấy 20 năm nay, tôi rành tính tình ông lắm. Tôi nói cái đầu ông mà suy nghĩ cái gì đó nha. Cái tối ông nằm mớ ông nói ra trơn trời à. Đó nè, trong phòng riêng của ông tối nào tôi lồng lộng lên tôi nghe cái gì mà đốc đốc 40 số tế tế. Tôi ráp vô tôi mới suy ra là ông về Châu Đốc. Ông đi 40 cây số ông vô đặt ông tế ông rước nó qua Mỹ. Đó. Trời ơi. Trời ơi, kiểu này tối trước khi ngủ phải dán băng keo quá. Nhưng mà cũng may. Quý vị biết không, tôi về Việt Nam gặp nhỏ này gái nhà lành, nó hiền lắm. À, cũng chúc mừng ông á. Tôi gọi nó một tiếng nó dạ. Tôi gọi nó một tiếng nó dạ. Nhiều khi không gọi nó cũng dạ luôn. Trời đất ơi, gọi dạ ông nói chi mà không gọi dạ chắc con nhỏ này nó té giếng quá. Cái gì, gì té giếng? Thôi tôi biết rồi, nó là ngay tôi cũng không ngạc nhiên gì hết. Vì sao? Dạ cái tự nhiên cái có dây chuyền đeo, dạ cái có tiền xài, dạ cái có xe chạy. Tội gì mà không dạ? Nguy kỵ à. Nè tôi nói bà nghe nè. Cái gì? Nó thấy không? Về Việt Nam có dạ. Còn bên đây cái gì? Chọn bên nào? Chọn bên dạ. Tôi nói quý vị nghe, cái này còn đã hơn nữa nè.
Ở bên Mỹ nha, nhiều khi tôi ăn mì gói mà tôi phải tự tôi nấu tôi ăn. Vậy mà tôi về Việt Nam một cái không cần làm gì hết. Mới bước vô nhà thôi, nó quỳ xuống, nó mở từng đôi giày tôi ra. À, sướng quá. Mồ hôi sắp đổ, tôi lấy khăn lạnh lau mồ hôi liền. Đã không? Còn này mới đã nữa nè. Quý vị tưởng tượng tôi ăn seafood đó, tôi ăn hải sản đó, tôi ăn cua đó. Mà tôi khoanh tay lại tôi ăn được á. Trời ơi, nói gì vậy? Thấy không? Quá sướng ha. Vô lý. Ăn cua làm sao mà khoanh tay mà ăn được? Chắc say sinh tố cua uống mà được quá. Cái gì? Chứ có cua. Có biết sao không? Sao? Tại có bé ngồi kế bên. Trời ơi, con cua giờ mới để lên bàn thôi. Bé bẻ từng cái que, cắn từng cái càng, dở từng cái mu đút vô miệng tôi. Quá đã. Quá sướng không? Sướng lắm không? Bây giờ nó dở mu á, mai mốt nó dở nhà không á. Nữa. Tôi nói cho bà nghe bà nè. Cái gì? Có thấy chưa? Cái gì không à? Tôi thấy cái chữ dạ nó dễ thương quá mà. Nó dễ nói quá. Có một từ thôi. Mà đàn ông chúng tôi chỉ cần cái chữ đó thôi là đủ phê rồi. Nhưng mà hình như bên này, hình như mấy bà không thèm nói. Cứ mở miệng ra là gì? Bây giờ ông muốn cái gì? Trời ơi, lại nhảy quá, mệt quá. Giờ nói gì nói, tôi đi vô phòng. Khoan. Thôi, sẵn hôm nay vui tôi nói chơi nè. Tôi nói ra hết, tại sống hết rồi, còn gì đâu mà nói cho hết. Cho bà rút kinh nghiệm. Tôi thấy hình như vừa rồi bà làm vợ tôi, nhiều khi tôi có cảm giác bà giống như má tôi á. Trời đất ơi, đó. Bà chăn tôi hơn chăn con nữa. Trời, đi làm về trễ có 5 phút à. Mới bước vô nhà mới la ông sùm. Ông đi đâu mà về trễ vậy? Ông đi với như nhỏ nào mà về trễ vậy? Ủa, tôi đi với gái đi có 5 phút xong hả? Mình kẹt xe mới về trễ. Bà nói sao ngẹn qua, ông kẹt này kẹt. Trời ơi, có chịu nổi không? Đó. Rồi lâu lâu bà mới cho phép mình đi uống cà phê với bạn. Mới bước vô bắt tay bạn ơi khỏe không mày, điện thoại reng bà gọi. Ê, ông đi đâu, đi cái buổi vậy? Ông về nhà liền nha, 5 phút nữa không có mặt ở nhà là ông chết với tôi á. Có chịu nổi không? Hỏi chút xíu nói ra, bà nói bà bình đẳng. Lady first. Bình đẳng là muốn làm sao làm hả? Ê, nói cho bà biết nha. Cho dù bà ở ngoài bà có giỏi cỡ nào, bà có lương cao tới cỡ nào, nhưng mà khi bà bước vô căn nhà thì đàn bà cũng chỉ là vợ của đàn ông. Trời ơi, anh nào kia mà hú dữ vậy trời. Trời, ý đâu băng hết một mình tôi, phụ nữ cô thế phải không? Đúng rồi, mấy ông ủng hộ ông này là đúng rồi. Đàn ông bao giờ cũng muốn tụi tôi chỉ là vợ đàn ông mà thôi. Bị vợ đàn ông có nghĩa là sao biết không? Là có nghĩa là suốt ngày phải lao ra ngoài đường làm đầu tối mặt tắt. Ê, lộn nói lộn rồi. Đầu tắt mặt tối. Biết rồi, tắt tối tối tắt gì cũng được á, miễn là phải làm cực khổ để kiếm tiền về để cùng nhau trả tiền bill cho cái nhà này nè, đúng không? Rồi sau khi đi làm về phải làm sao, vừa vô nhà mở cái ra lên cái là nấu cơm nè, rửa chén nè, giặt đồ nè, quét nhà, lau nhà nè, lo con lo cái, đúng không? Còn lúc đó mấy ông làm cái gì? Mấy ông nằm dài trên sofa nè, bật tivi coi nè, Food Channel nè, Discovery nè, football nè, basketball nè, đó coi tivi chán, quăng cái remote cái bụp đi ra ngoài sân hút thuốc, hút cho nó khói độc nó lan tùm lum tà la, cái hút chán cái đi vô nhà đọc báo chán quăng cái bụp. Em cơm à, đói, có cơm chưa, đói bụng quá, đó. Còn tụi tôi, vợ đàn ông phải có bổn phận phải sao, phải về nè, dạ, anh ơi, cơm chín rồi, mời anh vô ăn. Ủa sao vô lý vậy, cả hai cùng làm mà phải bình đẳng chứ, cả hai cùng phải chia việc nhau mà làm chứ anh. Đó bây giờ thử bữa nào nha, tôi nói thiệt với mấy ông đổi đi, tụi tôi làm đàn ông, mấy ông làm đàn bà, bữa có ai lỗ, ai cho biết à, đúng không mấy chị? Trời ơi. Tôi thấy không? Tôi nói đúng không? Mấy bà mới nói văn minh tiến bộ, tôi sợ quá. Tại anh đối lý rồi, anh biết không? Thôi, tôi đi công chuyện. Thôi. Thôi. À, nè bà ơi. Cái gì nữa? Có thấy chưa? Mở miệng cái gì? Còn bên này đi. Dạ. Cái gì? Chồng bên nào? Chồng bên dạ. Hai thứ tóc rồi mà mất nết thiệt á. Hello chị, trời ơi lâu quá không gặp, chị khỏe không? Trời hai Hiếu, trời ơi khỏe không em? Trời chị mong. Wow, oh my gosh. Cái gì em? I really like your new hairstyle. Ồ, cảm ơn em, It looks great. Nhìn chị trẻ đi, 10 tuổi chị ơi. Ờ vậy hả? Yeah, it's really ai nice. Cũng nói vậy hết trơn á. Trời ơi chị, công nhận nha. Sao? Chị ly dị rồi, chị tự nhiên chị đẹp ra. Ờ đúng rồi em, ly dị rồi mình có thời gian mình lo cho thân mình em ơi. Yeah, really? Ngồi xuống okay. Em. Yeah. Trời ơi em ơi, chị nói em nghe nè.
Em biết hoàn cảnh anh chị rồi biết không? Dạ, đó dạ. Bây giờ cái nhà bán càng sớm càng tốt. Mà em lên list cái nhà chị gì 6 tháng trời rồi mà sao chưa có ai trả được cái giá nào vậy trời em? Trời ơi chị yên tâm đi chị. Hả? Em hả? Là broker Hiếu Phan mà chị. À. Number one listing agent in Orange County. Oh. Trời ơi chị, bộ chị không có đi ra đường bonsa thấy hình em đầy đường hả chị? Ờ, chị có ra bonsa mà chị vòng vòng nhìn lên mà sao chị không thấy hình em đâu ta? Trời ơi, chị ơi. Hả? Tại sao chị nhìn lên? À? Nếu mà chị muốn thấy hình em á, thì chị phải nhìn xuống. Xuống đâu? Mấy cái bãi cỏ đó chị, nhìn xuống mấy cái bãi cỏ đó. Ồ, oh. Dạ. chị nhớ rồi. Dạ. Cắm ngay cái bãi cỏ với là ngã tư đó phải dạ, không? Dạ, dạ, đúng rồi, đúng Open rồi. House phải không? That's right. Dạ, nhìn cái mặt ấy mới dạ. Nhớ. Dạ. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị nói Hiếu nghe nè, dạ. Em nói em number one listing gì đâu mà cái nhà chị, trời ơi, tao nói không ai dòm ngó gì hết trơn, chị rầu ghê vậy đó. Chị. Hả? Bộ chị không nghe rõ hả? Sao? Em nói là em là number one listing. À hả? Chứ đâu có phải là number one selling đâu chị. Cô nói cỡ nào nói cũng được hết trơn à. Dạ. Em rồi giờ dạ. Sao? Số phận căn nhà chị ra sao em? Trời ơi chị, tình hình nhà cửa bây giờ khác hơn hồi xưa lắm. Ừ. Giá nhà nó cao lắm chị, cao tới trên trời luôn đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó rớt xuống cái bịch. Biết rồi, trời, Cali kéo nhà dữ lắm em ơi. À. Chị cho nên á, nếu mà chị muốn bán gấp á thì em khuyên chị giảm giá chút xíu đi chị. Thì đó em biết giảm thêm chút nữa. Tình cảnh anh chị đó bây giờ giảm bao nhiêu cũng được, miễn là bán càng sớm càng tốt. Em nói giá nào cũng được chị, ok hết. Nói okay. Đi chị, ok liền. Ok, rồi. À. Hồi đó em lên list nhà chị là 800 ngàn. Đúng, 799, đúng yeah. Rồi. Ok, bây giờ nếu mà chị muốn bán gấp thì em nghĩ là bán 200 đi. 200 gì? Dạ, yeah. 200 ngàn. Em mua liền đó chị, giúp chị mà. Hiếu ơi. I hope you out. Trời ơi, em giỡn hay sao vậy? Chị muốn bán là chị bán nguyên căn nhà, chứ chị đâu phải chị bán cái gara đâu em. Em ơi, nói thương chị đi em ơi. Dạ, dạ, nghe dạ, nè, coi okay. Vậy chứ anh chị cũng đổ công sức vào cái nhà này nhiều lắm em dạ, biết không? Nó dạ. Hồi đó nhớ mua cái nhà này không? Dạ, nhớ. Anh phải làm 3 job, chị làm 2 job biết right. Không? Anh làm buổi sáng, chị làm buổi tối. Right. Làm rồi cực quá rồi gặp nhau gây lộn, gặp nhau gây lộn, gây lộn riết rồi cuối cùng. Ly dị phải không? Đó. Biết mà. Sao này nó vô duyên, vợ chồng ta ly dị mà nó cười là sao trời? Không phải chị, không phải. Em cười đây là em cười ra nước mắt đó chị. Chị đâu có thấy miếng nước mắt nào đâu em. Không, nước mắt em chảy ngược xuống nè chị. Xuống đây nè chị. Vậy hả? Dạ. Cho nên ơi, em cũng có tình cảm quá dạ, ha. Chuyện của chị em kinh nghiệm lắm chị ơi. Nè chị nghe nè. Nam nữ gặp nhau, cưới nhau, mua nhà. Đó đó. Lại gặp em phải không đúng chị? Rồi, đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì vợ chồng cãi lộn, ly dị, bán nhà. Thì cũng gặp em. Đó. Đúng không chị? Đúng, đúng không? Rồi, cho đúng nên rồi. Chuyện của chị em kinh nghiệm. I will take special care of you. You have nothing to worry about. Okay. Em hứa với chị vậy dạ, nha. Em hứa vậy. Vừa rồi chừng nào mới có câu trả lời cho căn nhà của chị đây em. Chị đừng có lo. À? Ngày mai sẽ có câu trả lời cho chị. Còn bây giờ? Còn bây giờ điện thoại em rung quá chị ơi. Hello. Em. Ừ, để lát anh gọi lại cho em. Ừ. Răng giúp dạ. Chị nha em, bán càng sớm càng tốt. No, em problem. Ơi. Chị đừng có lo, ngày mai sẽ có câu trả lời cho chị. Rồi. Bây giờ điện thoại rung nữa trời. Hello. Ừ. Anh khùng quá sao trời. Nhà xuống quá khùng rồi sao á, bán không được. Tình là tình nhiều khi không mà khó tình. Bà càng đẹp tôi ngồi cho tiết chơi. Bà còn ở nhà hả? Trời đất ơi, với mùa đông lạnh lẽo bắt tôi đi đâu trời. Thôi, sẵn dịp hôm nay tôi có dẫn người ta về đây. Ủa, có dẫn, thôi, xin lỗi, tôi vô. Không sao. Cái gì? Nhỏ này nó hiền lắm. Không mà ngồi hai người làm quen luôn. Muốn gặp nha, muốn khoe thì dẫn vô đi. À. Thôi mình lớn rồi. Mình cũng lịch sự chút xíu ha. Nhỏ nó hiền, đừng làm cho người ta sợ. Trời ơi. Tôi còn sợ hơn chuyện nhỏ. Làm như là tôi bất lịch sự lắm ông bằng vậy đó. À mà lịch sự lắm. Bé ơi bé. Dạ. Có mà thấy không bà? Cái gì? Đỏ hay chưa? Cái gì? Cái dạ chồng bữa nào chồng bữa này. Bé ơi bé vô đi bé. Bé giờ em làm gì cho mày? Đợi lâu chết luôn à. Bé cầm áo cho em đi. Bé ơi bé hở quá. Bé ở dưới châu đốc luôn bé. Mặc áo vô đi cô chị ở nhà kính đáo giùm anh cái đi. Dạ. Hở không đúng lúc bé ơi. Vô chào chị cái đi bé. Ê, tôi cởi ra luôn đi. Dạ, em chào chị. Ông thấy chưa, nó dễ thương lắm. Chào cô, ngồi xuống ghế chơi đi cô.
Dạ thôi, để em ngồi đây hầu chị cũng được. Tao thấy không? Tao tội nghiệp lắm. Mà thấy không? Gái nhà lành á. À, tướng này lành ít dữ nhiều đó ông. Trời ơi. Bà móc hoài. Tội nghiệp của người ta chân ướt chân ráo. Chân khô là ông biết nó đó. Nữa. Ôi thôi hai người nói chuyện đi. Trời ơi. Sao cảnh này tôi thấy quen quá. Giống Thúy Kiều gặp Hoàng Thư quá. Ủa vậy không lẽ tôi là thúc sinh? Ông Sở Khanh thì có. Thôi 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 thôi. Bé bé bé. Em nhỏ làm quen với chị trước đi bé. Dạ. Yeah. À. Chị. Trời ơi, chị trẻ mà cố luôn nha. Cô ai cũng nói vậy hết à. Vậy mà ảnh tả em tưởng chị già lắm ấy chứ. Chị em phụ nữ mình nha, phải trưng diện lên chị. Bởi vậy mới giữ được chồng chứ, phải không anh? Bé. Don't talk too much. Tôi biết. Tôi biết ba cái vụ trưng diện tôi không có kinh nghiệm. Bởi vậy nhưng mà không sao, không tiếc nuối gì hết trơn á. Bị ở đời mà muôn sự của chung. Hơn nhau ở chỗ là first time tôi xài rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nè nè. Gì? Lần sau mà có nhuộm tóc á, coi kỹ hai bên này nghe. Trời, nó bạc trắng hết trơn, thấy lộ già quá anh ơi. Trời ơi, xấu ra mẹ quá vậy trời. Thôi, hai người ở nhà chơi vui vẻ, tự do nha. Tôi đi. Dạ chị đi đi chị, bữa nào rảnh cái chơi nghe chị. Trời ơi bé. Trời ơi coi. Rồi, tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình thôi nhiều. Thôi im đi. Ủa gì em? Trời ơi, vui vẻ gì đâu mà hát. Sao vậy? Sao vậy em? Anh á, anh với chị ở căn nhà rộng lớn quá. Còn em á. Trời ơi em ơi. Anh nói anh thương em, mà anh muốn cho em căn phòng có chút xíu à. Trời ơi, em đừng có nhìn vậy mà tưởng anh sướng. Ở nhà lớn như vậy không phải sướng đâu em, nhà của nhà băng á. Em biết bên Mỹ nhà nào đẹp nhất không? Nhà payoff mới là nhà đẹp đó em. Phải không? Ai không thương em? Anh không thương em sao anh đưa em từ rạch ống tới qua tới Mỹ này? Phải không? Đừng khóc mà anh khó chịu lắm. Không cái à? Chứ không cái cả. Không có ổn gì đó. Thế? Em bực mình, em còn muốn đánh anh nữa kìa. Trời ơi, thấy ghét không? Muốn đánh anh đó kìa. Thì đánh đi kìa. Đánh đi kìa. Đánh. Thôi đánh đi mà. Không. Đánh đi mà. Đánh nè. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ không? Nó thật thà lắm. Nó bị quýnh thiệt luôn á. Anh. Gì? Anh nói anh qua đây. Vậy thẻ xanh của em đâu? Có đây nè. Anh nói em nghe. Em là anh rảnh cho em lẹ nhất. Mới có mấy tháng là có cái thẻ xanh đó. Đây nè. Trời ơi, em có thẻ xanh rồi. Qua đây. Ê. Có ý đồ gì đây mà thấy thẻ xanh mừng vậy? Có ý đồ gì đây? Trời, em đâu có ý đồ gì đâu anh. Em có thẻ xanh là tại vì em không muốn làm phiền anh đó thôi. Với lại em muốn có giấy tờ để mà em đi làm chứ anh. Không lẽ em xài tiền của anh hoài sao? Trời đất ơi, tôi chọn đúng không? Tiền mình đưa mà không thèm xài, tốt lắm. Anh nói em nghe, hai vợ chồng mình đã là vợ chồng, tiền của anh cũng giống như tiền của em. Có gì đâu mà sợ. Thì tiền của em á, xin anh đã đành rồi. Còn lần này em muốn đi làm thêm, kiếm tiền thêm với là để em gửi tiền dưới quê đó. Nhà cửa dột nát hết trơn rồi anh. Ủa, hôm tháng trước anh có gửi cho em 10.000 gửi về Việt Nam sửa nhà cho má em rồi mà. 10.000 của anh sổ đồ của cái cổ à. Trời ơi. Trời trời, bên Việt Nam cái cửa 10.000. Thôi em, nhà em tới mấy cái cửa? 80 cái. Trời đất ơi. Em ở nhà gì mà tới 80 cái cửa em? Biệt thự cao cấp anh à. Trời đất ơi, vậy nhà em sướng hơn anh bên Mỹ rồi. Đó, thấy chưa? Ở Việt Nam em sướng lắm. Còn giờ mang tiếng qua Mỹ nè. Anh coi nè. Anh coi nè. Anh coi nè. Trời đất ơi, cô thấy mụ nổi được có hoài trời. Đúng là gái châu đốc. Đồi núi nó phì nhiêu quá. Không phải anh giỡn hoài à. Vụ gì nữa? Ý em nói là bây giờ em không có đồng cắt bạc nữa nè. Anh nhìn đi, không có đồng cắt bạc nào nữa. Trời ơi, nó cứ dày hoài, ai chịu nổi trời. Rồi có nhiêu móc ra hết, trời ơi. Bởi vậy anh thấy anh tội nghiệp em quá, có nhiêu xài hết đi. Trời ơi,
Đưa nguyên cọc luôn tưởng sao không động không nhở? À, không phải, ở bên Mỹ bỏ tiền ở trong bóp tiền mặt không tốt. Cần gì xài lấy thẻ ra cà. Thấy không? Cà, cà. Anh làm gì vậy? Không phải cà chỗ này. Ra nhà băng cà. Bây giờ em ở đây anh chờ đi, anh ra nhà băng anh. Cà ngoài kia, anh lấy tiền cho em nha. Dạ. Anh ngồi đây chờ nha. À, đi đi. Đồ anh. Thấy thương. Đi đi anh. Không ra. Đừng đánh nữa. Em, xong chưa? Trời anh ơi. Trời ơi, sao anh gan quá vậy, anh dám vô đây vậy? Trời, anh chừa hai người kia đi anh mới vô đó. Ổng thấy là bể hết đó anh. Gì? À. Gì? Ổng hay là chồng? Hả? Ổng hay là chồng? Trời ơi, từ từ anh. Thì bây giờ là chồng mấy mốt có thể sanh là ổng mấy hồi. Nhưng mà anh ơi, gì? Em có thể sanh rồi. Đâu? Ổng giữ. Thôi, mốt em có thể sanh á, là em về em sống chung với anh liền ạ. Chứ anh nghĩ coi, trẻ như em vậy nè, không lẽ sống như cha già đó hoài sao? Đúng rồi. Thì vợ trẻ thì phải lấy chồng trẻ chứ phải không? Nè, khi mà em có thẻ xanh rồi đó, anh cấm em không được xài tiền của ông kia nữa nha. Em biết rồi, em biết. Anh sẽ là người take care đời của em. Em biết rồi. Bởi vì anh là đàn ông. Em biết rồi. Thôi đi đi. Nhớ nha, anh đi á. Em. Gì nữa? Có vợ phải chụp cho anh đổ xăng em. Có không? Cần đổ xăng. Nè, nãy em móc ổng được nhiêu đây nè. Đi đi. Thôi. Trời ơi, chị làm gì chị đâu vô đây vậy chị? Trời đất ơi, câu hỏi nghe hay ghê không? Nhà tôi muốn vô tôi muốn ra chứ. Mà nhờ vậy đó tôi mới biết hết chuyện đó. Mà chị biết chuyện gì? Sao không biết? Anh sẽ take care đời em, vì anh là đàn ông mà. Cho anh tiền đổ xăng đi. Nè, cái chị kia. Ai cho chị nghe lén chuyện người khác vậy chị? Nè, tôi không có nghe lén đâu nha. Tôi lịch sự, tôi đi vòng cửa sau, tôi nhường cái chỗ này cho hai người tự do. Nhưng mà đâu có phải là hai người đâu mà tới ba người lắm. Cho nên tôi mới biết á, là cô đang toan tính lường gạt người khác á. Tôi lường gạt ai? Cô lường gạt chồng tôi. Trời, chị nói chuyện mắc cười quá. Chị với chồng chị đó ly dị rồi. Đâu còn là vợ chồng nữa đâu mà chị xí vô. Ly dị thì ly dị à. Nhưng mà chưa bán nhà thì vẫn là chồng. À. Mà giờ chị dám mét chồng tôi không? Sao không dám? Tôi sẽ mét chồng tôi á, là cô lường gạt chồng cô, biết không? Mà chồng cô trước đây là chồng tôi, nhưng bây giờ không còn là chồng tôi mà là chồng cô. Tuy là không phải là chồng tôi, nhưng mà một ngày một nghĩa cũng là chồng, cho nên coi là chồng tôi. Chồng tôi trước đây mà là chồng cô, chồng cô phải là chồng tôi. Ủa vậy là chồng ai? Trời ơi, tôi tức đầu quá trời. Thằng này bá điên rồi. Mà giờ làm sao? Chị dám đánh tôi không? Chị dám đánh tôi không? Tôi nói cho cô biết nha, từ xưa đến giờ tôi chưa dám giết một con kiến, nhưng mà lần này trời tôi chịu hết nổi rồi, tôi đánh nó nha. Thách là tôi đánh nó nha. Rồi giờ sao? Đánh đi. Ê, đánh đi. Đánh. Nè, đánh, đánh đi. Đánh, đánh chứ. Đánh đi, đánh kêu. Tôi kêu quanh nai nai lại bắt chị á. Lộn rồi. Muốn kêu là kêu nai quanh quanh biết chưa? Đây nè. Phone đây nè, kêu làm gì vậy? Bắt đi. Mau lên. Làm gì? Trời, chị lấy vũ khí cho tôi hả? Mau lên. Trời ơi, chị lấy vũ khí cho tôi kìa. Gì vậy? Gì sao vậy em? Cái gì vậy? Ôi, chị ghen quá. Chị giết em á, chị đánh em quá trời luôn. Ba. Nên em, giờ phút này còn ghét gì ba? Trời đất ơi, tôi đâu có ghen. Tôi không có ghen, nhưng mà tôi tức. Trời đất tức ơi, phải không? Tức là hình thức của ghen. Ghen bậy cái hoài. Anh nên, mà nên, không nên. Về sớm hả? Chị giết em chết luôn. Trời đất ơi, sao kỳ với ba, sao kỳ vậy? Tôi nói ông nghe nè, trời đất ơi, tôi giờ tôi nói làm sao giờ. Ông không hiểu được, con nhỏ này nó không có thương yêu gì ông đâu. Bậy, ghen nó bậy nữa ba. Baby, do you love me? Love. Lớp như chưa lớp lần nào vậy đó. Đó thấy chưa? Lớp như chưa lớp lần nào mà thấy chưa? Trời ơi, tôi nói thiệt nha. Nhà này mà có máy nói láo, đút con nhỏ này vô với kim gãy liền tại chỗ. Tôi chịu hết nổi rồi. Ông ơi, tôi nói cho ông nghe một lần này nha. Đầu ông hai thứ tóc rồi mà ông bị một con nhỏ nó bằng tuổi con ông á, gạt ông á. Bị im nha. Bà nói cái gì vậy? Tôi xin nhắc cho bà biết là tôi với bà bây giờ không còn là vợ chồng gì nha. Tôi năn nỉ bà, tôi cấm bà đừng bao giờ xé cái chuyện tình cảm riêng tư của tôi nha. Có tốt có xấu tôi là người chịu nè. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi với bà ly dị rồi. Sao mà nặng lời với nhau dữ vậy anh? Lần đầu tiên anh nặng lời với em á,
Thôi em xin lỗi nha, em hơi lố. Từ đây về sau đó, em không bao giờ dám can thiệp vào cuộc đời của anh nữa đâu. Trời ơi, đây. Trời ơi, thẻ xanh của em. Em thương anh. Anh thương em chứ không ai thương em hết đó. Bà này có cái chuyện không mà. Mình anh hả? Xong rồi, tới liền đi. Cái bye bye. Rồi đây em, qua đây. Trời ơi, em thương anh quá à. Anh lucky ghê vậy đó. Sao lucky sao em? Trời. Chị thông minh lắm anh. Đâu, thôi chị biết em. Nhìn người chính xác lắm anh. Em ơi, chị xin lỗi rồi, đừng có giận nữa. Nghe không? Thôi được rồi, từ đây á. Ủa, ai? Gì vậy? Ai vậy? Anh, em có thẻ xanh rồi nè. Có rồi hả? Chúc mừng em nha. Buông ra. Cái gì vậy? Cái gì em? Ai cái thằng này là ai vậy? Dạ em quên giới thiệu. Đây là bạn trai của em. À, that's right. I'm her boyfriend. Cái gì? Thẻ xanh. Thẻ xanh. Thẻ xanh đây. Nè. Cái thẻ xanh. Mấy người này. Em ơi. Em ơi. Hai cái đứa này. Tôi đã nói hết rồi mà ông không tin. Thôi chuyện của ông để ông tính. Em, nhưng mà cái thẻ xanh của anh lấy lại giùm anh em. Thẻ xanh nào của anh? Tên của cổ, hình của cổ, thẻ xanh đó là của cổ. Nhưng mà nhờ anh cổ mới có. Anh à, anh giữ được thẻ xanh, anh có giữ được cổ hay không? Đúng rồi. Ý mày. Let's go. Dạ, em xin lỗi anh. Em cảm ơn anh vì anh là người ơn của em. Thôi giờ em đi nha anh. Em rảnh em ghé chơi nha anh. Có bệnh hoạn gì kêu em nha anh. Chạo gió giáp hơi kêu em luôn nha anh. Giờ chưa ăn gì đói bụng lắm phải không? Muốn ăn gì không tôi mua giùm cho. Ăn cơm hay ăn phở? Tôi cơm đi nha, cơm cho nó chắc bụng. Nhìn cái mặt thấy quại quá.